Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái vấn đề mà vừa rồi cô chú anh chị và các bạn ở trên vùng Tây Nguyên nó gặp phải rất là nhiều, đó chính là vấn đề sượng nước ở trái sầu riêng các bạn. Thì cái nguyên nhân nó từ đâu mà nó dẫn tới cái việc sượng nước và cái cách mà khắc phục cái vấn đề sượng nước này nó như thế nào? Thì mình chú ý một vài điểm các bạn. Nếu như mà các bạn có theo dõi mình á, cái cách mà mình làm ở trên cái trái sầu riêng các bạn, thì mỗi một giai đoạn á, làm từng ngày, ví dụ như 60, 65 ngày, 70, 75 ngày, cứ 10 ngày, 10 ngày, 10 ngày, mình có một cái phân và thuốc mình sẽ đi phù hợp với lại cái giai đoạn trái của nó. Về cái vấn đề mà sượng nước và cái sượng cứng ở trên trái sầu riêng á, là bởi vì nó có một số nguyên nhân như sau. Ví dụ là mình đi phân sai các bạn, đi mình không để ý, nhiều khi mình làm mà mình không có để ý, mình đi, thứ nhất là mình đi phân sai, là cái giai đoạn mà lớn trái nha, cái giai đoạn mà trái đang cần lớn, ví dụ 60-65 ngày, mà cái giai đoạn đó hoặc là 50-55 ngày, 60-65 ngày, nếu như chẳng may mình đi kali đỏ các bạn, chẳng may nha, nếu mà mình đi sản phẩm có kali đỏ thì không sao, mình đảm bảo các bạn là lúc đó thì không sao. Nhưng mà sau cái giai đoạn đó là tầm 70-75 ngày mà các bạn chẳng may dính kali đỏ vô, thì cái tỷ lệ sượng nước rất là cao nha các bạn. Kali đỏ, các bạn nhớ, hạn chế tuyệt đối không sử dụng kali đỏ sai cách. Nếu mà trong giai đoạn mà trái đang lớn á, mà tầm 50-55 ngày, 60-65 ngày là mình cho thì có thể vẫn được, không vấn đề gì, bởi vì mình đã từng cho rồi, không sao hết. Nhưng mà sau giai đoạn đó mà dính kali đỏ một cái là đảm bảo là rất dễ sượng, mặc gặp thêm mưa nữa là cực kỳ dễ sượng, là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai á, đó chính là các bạn, mình chia sẻ thật lòng như thế này. Nhiều khi á, cô chú anh chị và các bạn á, khi mà mình chốt vườn rồi á, mình chốt được giá cao, mình ví dụ chốt 86-87 ngàn, hoặc là chốt được một cái giá cao ở trên vùng khu vực Tây Nguyên á, mình chốt giá cao rồi á, xong rồi cái giai đoạn mà cái trái mà khoảng cái chừng một, đối với sầu riêng Thái nha, 110 ngày, lúc đó chuẩn bị là nó đã lên cơm rồi các bạn, chuẩn bị là lúc đó là sầu riêng nó phải có một cái loại, cái lượng tinh bột trong cây để nó lên cơm, mà mình vì là mình đã chốt rồi mà mình thấy trái nó bé, xong rồi mình đi mình xịt các cái dòng, ví dụ amino GA3 NAA kích thích sinh trưởng làm cho lớn trái, và amino đó, các amino thúc lớn trái. Trái đã 110 ngày rồi mà mình còn đi thúc lớn trái nữa và xịt những cái dòng sản phẩm không hỗ trợ cho việc lên đường bột đó. Đó là cái nguyên nhân cốt lõi để làm cho trái sầu riêng nó bị sượng, bởi vì cái trái sầu riêng nó không thể lớn được nữa các bạn. Bây giờ mình 110 ngày rồi làm sao mà lớn được nữa, mà mình không hiểu, mình cứ nghĩ là mình chốt xong bắt đầu là mình thấy trái bé, mình đi thúc thật nhiều dinh dưỡng vô để cho lớn trái, thì lúc này ấy, các cái dinh dưỡng ở trong cái trái sầu riêng ấy, cái lúc này ấy, là nó sẽ bị gọi là phá vỡ các cái mặt liên kết ấy, nó làm cho không còn cái chất đường bột nữa mà nó lấy nước lên rất nhiều, đặc biệt là giai đoạn này mưa nữa các bạn. Đặc biệt là giai đoạn bị mưa nữa. Tây Nguyên vừa rồi mưa rất nhiều mà còn đi xa như thế nữa, thì đảm bảo là cái tỷ lệ sượng nước, sượng cứng rất là nhiều các bạn. Cho nên á, cái cách khắc phục là như thế nào? Tại sao á, cái mùa vừa rồi á, mình chỉ chia sẻ là mình đi phân 3 số 15, mà cơm của mình đã lên rồi. Thì tùy cơ ứng biến đó, các bạn theo dõi mình thì mình luôn nhắc là đối với sầu riêng ấy, là mình phải thiên biến vạn hóa, tùy cơ ứng biến, thời tiết như thế nào thì mình làm theo nó như thế. Ví dụ năm nay là thời tiết của mình nó nắng nè, thì mình đi 3 số 15, nó đã lên cơm rồi. Nhưng chẳng may là cái năm mà bị mưa, mà những cái trường hợp mà như là bên trên Tây Nguyên á, khu vực Tây Nguyên á, mình thu hoạch vào cái giai đoạn này nó bị mưa thì làm sao? Thì mình không thể nào mà đi theo cái kiểu này được các bạn. Đó, mình nhắc là ví dụ như cái sầu riêng ri ấy, là khoảng cái chừng 80 ngày ấy, là giai đoạn đó là nó đang cần lên cơm. Đối với ri 6 ấy,
80 ngày là bắt đầu mình chuyển sang 12, 11, 18. Đó, và chuẩn bị có thể là mưa nhiều nha, là mình sẽ chuẩn bị là lên kali rắc mỗi một gốc khoảng chừng 2 cho tới 2 nắm rưỡi kali trắng. Đó, ở bên trên thì mình xịt các cái sản phẩm liên quan tới magie, mangan, lưu huỳnh. Ba cái chất này, tại sao mình nói ba cái chất này, bởi ba cái chất này làm cho lên cơm nha các bạn. Và đặc biệt là magie, quan trọng nhất là lưu huỳnh. Đó. Còn đối với sầu riêng Thái đó, sầu riêng Thái là khoảng 105 ngày hoặc là 110 ngày thì giai đoạn này là tuyệt đối ngưng toàn bộ các cái dòng sản phẩm làm cho kích thích tăng trưởng lớn trái, to trái. Mình mà sử dụng là thất bại liền. Cho nên á, những cái năm trước á, mình thu hoạch á, mình cũng gặp vô cái tình trạng mưa vậy các bạn. Cái những cái năm á, mà là mình thu hoạch nó vô mưa mà, đâu có nắng đâu. Những cái năm trước ví dụ như là giai đoạn mà khoảng tháng 5 tháng 6 là bắt đầu là vô mưa dầm rồi. Là tại sao mưa nhưng mà mình lại không bị sượng các bạn? Cái sượng của mình ở đây ấy, khi mà mưa nhiều các bạn, nó không sượng, nó chỉ bị dư nước. Thì khi mà mình rọc cái trái sầu riêng ra ấy, có một cái tình trạng là nó hơi bị nổi nước lên, nó có mấy cái khí nước ấy các bạn, mà hơi nước ấy, ở trong trái sầu riêng. Thì chỉ cần khoảng cái chừng 2 ngày nắng thôi là cái nước nó rút đi liền. 2 ngày nắng thôi là cái nước nó rút đi liền và cắt được ngay. Đó. Chứ không có cái tình trạng là bị sượng nước, sượng trong, sượng nước tới trong cái hạt và sượng nước cứng mà. Nếu mà mình đi bài bản mình hiểu cái trái sầu riêng á, là cái giai đoạn nào ra giai đoạn đấy, mình không có được đi phân lung tung, thì mình đảm bảo các bạn cỡ nào nó cũng lên cơm hết á. Vậy tại sao ấy, khu vực ở trên Tây Nguyên ấy, rất nhiều vườn họ vẫn cắt được bình thường các bạn. Họ đi đúng phân, đúng bài. Chỉ cần nắng khoảng chừng 2-3 ngày thôi, hoặc là vài ngày thôi là cái lượng nước nó sẽ rút đi và cơm nó vẫn ngon. Nó chỉ là không dư nước thôi các bạn. Đó không phải là sượng mà là nước nó rút nó nhiều quá. Đó. Và cái điều thứ hai á, đó chính là đối với những cái cây mà các bạn chăm ấy, nó không đủ bộ lá, mình làm cái gì nó cũng khó hết. Cho nên ấy, làm bông là làm từ bây giờ, làm sau thu hoạch này, những cơ lá này rất quan trọng. Mình làm sao làm cho nó ra đạt lá nhất có thể, để cho giai đoạn về sau ấy, đến lúc làm bông ấy, mình xiết nước nó còn rụng đi một lượng lá nữa. Đúng không các bạn? Mình xiết nước nó còn phải rụng đi một lượng lá nữa. Khi mà mình kéo đọt nó cũng rụng đi một lượng lá nhỏ nữa. Cho nên á, là cái bộ lá đối với bản thân mình á, là nó rất quan trọng. Không làm đủ lá cho cái sầu riêng này á, thì mọi chuyện nó vất vả lắm các bạn. Nếu mà mình làm đủ lá 3 cơi trong cái giai đoạn sau thu hoạch, 2 cơi hoặc 3 cơi đều được. 2 cơi cũng được, bởi vì mình luôn kéo đọt cùng với bông. Thì cái cơi đọt mà quyết định nhất là cái cơi kéo đọt cùng với bông đó là có đạt hay không á, là nằm ở cái cơi đó các bạn. Và mình luôn kéo cỡ nào mình cũng kéo hết, đá lá nhiều mình cũng vẫn kéo, kéo ít hay kéo nhiều mình vẫn kéo, cỡ nào thì mình cũng phải kéo ra đó. Cho nên á là nếu mà đã thiếu lá rồi thì mọi chuyện nó rất là khó. Cái giai đoạn cuối á các bạn, mà bây giờ đối với những cây thiếu lá, giờ mình có bỏ kali gốc, mình có xịt kali lên trên trái, nó đã sượng là nó sượng các bạn. Bởi vì các bạn hiểu tại sao không? Bởi vì khi mà lá mình đủ ấy, cái lượng tinh bột ở trong cây ấy, nó đã đủ rồi, thì nó sẽ đưa vào, nó chế biến cái lượng đường bột ấy, vô cái trái sầu riêng nó rất là dễ. Và mình chia sẻ về cái vấn đề kali nha. Cái kali tại sao mà mình bỏ vào cái giai đoạn cuối cùng khi mà lên cơm? Bản chất ấy, không phải là kali nó làm cho trái nó ngọt, mà là cái kali ấy, nó đưa vô để nó chuyển hóa toàn bộ những cái chất đạm thành các cái tinh bột, đường bột. Đó, lên đường bột để cho cái trái sầu riêng của mình nó lên cơm, nó ngọt, bột ngọt các bạn. Đó, kali ấy, nó làm ức chế nước nha, nó làm cho nước là nó ức chế cây để cho cây không có lấy nước nữa, và nó chuyển hóa toàn bộ những cái lượng đạm, ví dụ như trong nước mưa. Đó, trong nước mưa nè, rồi mình chẳng may mình bón mưa dầm mưa dề, rồi nhiều khi mình bón ở trong cây ở dưới đất nó còn lượng đạm nữa, rồi trong sương trong mưa nhiều. Đó, thì là đưa kali vô là nó ức chế toàn bộ những cái đạm đó để cho nó lên cơm được cái trái sầu riêng các bạn. Đó là cái rất quan trọng là tại sao là mình phải bỏ kali. Nếu như mà mình đúng bài nha, nếu mà mình đi đúng bài luôn thì cỡ nào mưa thì mưa,
cơm vẫn lên như thường các bạn. Nó chỉ gặp, mình chỉ gặp được bị đúng một cái trường hợp ấy, là nếu mưa quá nhiều, mưa kéo dài, nó chỉ bị nước nhiều thôi các bạn. Nó bị hơi nước ở trong trái sầu riêng chứ nó không hề bị sượng nước nha, nếu mà mình đi đúng bài. Còn cái hiện tượng mà sượng nước hiện nay trên Tây Nguyên ấy, đó là bởi vì nhiều người ấy, mình không đi đúng phân, đúng thuốc, đúng thời điểm các bạn. Đó, cho nên là mong rằng là cái chia sẻ này ấy, mình thật sự rất là mong những người mà chưa có kinh nghiệm ấy, mà làm mà nó bị sai ấy, mình mong sẽ coi được những clip này, mong mọi người chia sẻ ra để cho mình đi phân cho nó đúng. Bởi vì ấy, bản thân mình ấy, mình biết là làm sầu riêng một năm nó cực khổ lắm các bạn. Mình chuẩn bị sau thu hoạch là ba cơi là mình xịt nó mưa gió nè, xịt thuốc đâu đơn giản đâu các bạn. Giữ được lá nó là một chuyện, mà còn làm trái nó là một chuyện khác. Đến thu hoạch rồi bây giờ bị sượng nước hết, thật sự quá buồn luôn các bạn. Chỉ vì là mình đi sai phân, sai thuốc thôi. Nếu như cái giai đoạn mà nó đã lên cơm rồi thì mình chỉ có để cho nó lên cơm thôi, mình đừng có thúc nữa. Bởi vì có thúc nữa nó cũng không lớn trái được đâu các bạn. Cho nên là đó là một trong những sai lầm nha, mình cần phải rút kinh nghiệm. Nếu mà năm nay mình đã thất bại rồi thì năm sau mình sẽ rút kinh nghiệm lại. Và nếu như mà cái giai đoạn mà mưa các bạn, tại vì năm vừa rồi là mình mùa nắng cho nên là mình không có chia sẻ cái này. Mình là làm sầu riêng này nó rất là nhiều cách và thiên biến vạn hóa các bạn. Cho nên là nếu như gặp mưa nhiều á, giai đoạn mà gặp mưa dầm á, thì cái giai đoạn khoảng chừng 75-80 ngày á, giai đoạn đó đó, mình sẽ xịt những cái sản phẩm, cho cứ mình lấy cái mốc là 70 ngày đi nha, mình sẽ xịt những sản phẩm. Mình ví dụ như cái Multi-TE Extra đó các bạn, cái thành phần magie của nó là MgO á, magie á, nó rất là cao, là hình như là 19% lận á, và nó có mangan nè, magie nè, đó, mình xịt một cữ nó rất là hiệu quả nha các bạn, làm cho cái cơm lên rất đẹp và ngon. Cái thứ hai á, cái giai đoạn mà khi mà chốt giá rồi á, giai đoạn mà gần thu rồi các bạn, nó là khoảng cái chừng 7 ngày nữa là một tuần nữa thu đi, 7 ngày nữa là lái vô cắt đúng không, chốt hợp đồng rồi, mình chỉ cần xịt một cữ kali thôi, là kali mình có chia sẻ nhiều ở trong các cái bình luận á, là khoảng 40-50%. Mình chọn cái sản phẩm nào cũng được các bạn. Kali trắng là 40-50%, lưu huỳnh là khoảng 20%. Hai cái đó thôi các bạn, kali và lưu huỳnh, là mình xịt cái cữ cuối đó, là mình đảm bảo các bạn là mưa nhiều là lên cơm đẹp, đẹp rất đẹp luôn. Còn đã sượng rồi là thua nha các bạn. Tới giai đoạn cuối rồi mà gần thu hoạch rồi mà hè nó bị sượng nước, sượng cứng, mình thua bó tay, không thể giải quyết được vấn đề nữa. Bởi vì vấn đề là mình đã đi đúng bài từ đầu các bạn, đã đi đúng bài từ giai đoạn, từng giai đoạn một đã đi đúng bài rồi thì không có thể nào mà nó sai đi được. Còn bây giờ giai đoạn cuối rồi các bạn, thay vì lên giai đoạn cuối là 12, 11, 18 rồi chuẩn bị lên kali, các bạn đi thúc vô 20, 10, 30, 10, 10 đó. Đặc biệt là khi mà chốt giá rồi ấy, đi phân 30, 10, 10 để thúc cho lớn trái. Mình thúc quá trời đạm như vậy rồi thêm lượng mưa ở trên trời rơi xuống nữa, ông trời ông rơi xuống nữa, dư đạm quá nhiều làm cho sượng nước, sượng cơm. Nếu mà mình 20, 10 và 30, 10 nếu như mình làm đúng nha các bạn, là giai đoạn ở trong mùa nắng ấy, ví dụ mà trái mà tầm 55-60 ngày 60-65 ngày mà mình đi 20, 10 hoặc 30, 10 cũng vẫn không sượng, bởi vì giai đoạn đó nó rất cần rất nhiều tinh bột để cần rất nhiều lượng đạm để cho trái nó lớn đó, để cho nó lên trên nó tạo cơm các bạn, thì giai đoạn đó nó cần tinh bột rất nhiều đó. Còn giai đoạn cuối ấy, nó mới cần đường bột là phải đưa kali vô để cho nó tạo nó triệt tiêu tất cả các cái lượng đạm đó, nó chuyển hóa thành đường bột. Nên lúc cuối ấy, mọi người ấy, lái ấy, mới hay nói là mà vàng bột ngọt, nó là như vậy đó các bạn, lên bột lên ngọt đó. Nên mình phải hiểu được tất cả các cái vấn đề từng giai đoạn của cây sầu riêng để mình làm. Nếu mà mình làm đúng, mình mọi người cứ theo dõi chi tiết những cái clip mình nghe rõ, thì những cái chia sẻ của mình ấy, là mình thật sự là mình đang rất muốn giúp cho tất cả cô chú anh chị và các bạn nào ấy, mà có đi sau ấy, mà mình còn đang loay hoay mình không hiểu được về cây sầu riêng ấy, thì thật sự mình rất muốn chia sẻ để cho cô chú anh chị các bạn mình rút kinh nghiệm để mình làm ra một cái mùa sầu riêng cho nó thành công nha. Chứ bây giờ mà làm một mùa quá vất vả rồi mà đến lúc thu hoạch mà bị sượng như thế này mà không bán được thì thật sự mình thấy là mình cũng xót xa lắm các bạn. Làm sầu riêng mà nó sai một tí thôi là đã chết rồi. Cho nên là nó khó thì nó không khó, nhưng mà nó sẽ rất khó cho những người không biết các bạn.
Nên là mong rằng qua cái video này mình chia sẻ đó, cô chú anh chị và các bạn á, cố gắng nếu mà thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ, và đặc biệt là chia sẻ cho những người mà họ chưa biết đó, họ để họ biết, họ làm cho nó chuẩn để cho mà mọi người mình cùng nhau mà mình làm cho sầu riêng nó tốt hơn nha các bạn. Thôi tới đây thôi, mình xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, và hẹn cô chú anh chị và các bạn ở trong những clip chia sẻ khác nhé. Bye bye.